Ta những cái tướng trạng là mệt mỏi do bởi cái ngồi đó mà tác ý không hết, thì con lại đổi cái ngồi khác. Ví dụ đang ngồi thoải mái thì con trở lại xếp bằng xếp dài, người xếp bằng xếp dài một lúc mà thấy nó có những cái cảm giác mà con tác ý nó hết thì con đổi ra ngồi thoải mái. Thì như vậy không hiểu là con tu như vậy có trúng không? Cảm ơn. Con ngồi xuống rồi. Con tu thì cũng được, nhưng mà thầy nhắc nhở. Bây giờ ngay bây giờ mấy con chỉ có tu tứ niệm xứ là tu tỉnh thức ở trên thân của mình thôi, thân thọ tâm pháp. Cho nên mỗi cái chướng ngại của nó xảy ra, mấy con thấy một chút xíu gì trên thân của mình, nó có cái hiện tượng mà chướng ngại nó như nó ngứa, nó hoặc là nó nghe nó mỏi chỗ này, hoặc là nó đau khớp chỗ kia, hoặc là nghe cái bụng mình nó hắt, cái hoạt động gì của nó đều là không có lọt qua cái sự tỉnh thức của mình ở trên đó. Đó là tu tứ niệm xứ. Cho nên tập tập tỉnh thức ở trên thân của mình, nhưng mà vì trên thân của mình á nó im lặng, nó bất động, cho nên vì vậy mà nó có những cái trạng thái cảm thọ của nó. Nên trên thân quán thân, tức là mình quán, nhưng mình không nói quán đâu, nhưng mà mình quan sát đang tỉnh thức ở trên đó là quán đó, đang nhìn nó đó là quán đó. Chứ không phải là mình quán là mình bây giờ ngồi đây mình quan sát, mình suy tư ở trên đó, không có. Mình ngồi mình tỉnh thức là mình đang quán ở trên đó. Mà cho nên vì cái thọ ở trên thân nó hiện ra cái thấy biết liền, là do đó mà có cái thọ đó thì con dùng cái pháp tác ý, con tác ý con đuổi nó, thì đó là đúng rồi. Cho nên bây giờ là đang tập tỉnh thức ở trên thân chứ không có gì khác nữa. Nói tu tứ niệm xứ duy sực là đang tu tập tỉnh thức, đang tỉnh thức ở trên đó. À, thay vì mình mới đầu đó mình mới vô tu tập, mình đi kinh hành để mình tập chánh niệm tỉnh giác đó, là tỉnh thức ở trên cái bước đi mình như vậy, để cho nó quen, đằng sau khi tu tứ niệm xứ nó vi tế hơn, nó không có đi như cái kia nữa. À, cho nên nó ngồi đây nó quan sát bốn chỗ. Nó quan sát không có nghĩa nó tỉnh thức ở trên đó là nó quan sát. Nó mất tỉnh thức nào nó cũng như bây giờ cái tâm mình nó phóng dật ra ngoài đi, cái nó quên cái thân nó là nó không có tỉnh thức ở trên thân. Mà mục đích ở đây mình tu là quán thân, tức là tỉnh thức ở trên thân. Mà tỉnh thức giờ này đến giờ kia giờ nọ mà con ngồi đây mà cứ nó tỉnh thức ở trên thân nó thì thôi. Mà nó khó cái chỗ nó không có tỉnh thức ở trên thân đâu, nó hay chạy lăng xăng, nó chạy ra ngoài, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia. Cho nên làm sao mà cho nó quen được, nó tỉnh thức ở trên cái thân là mấy con đã chiếm được cái định cái tứ niệm xứ rồi đó. Nghĩa là mình đã quan sát ở trên cái mặt trận mình mà luôn luôn lúc nào cái tâm nó cũng quay vô nó quan sát. Ở ngoài kia người ta làm gì làm mà tâm đừng có quên chứ ở trong này thì được. Có vậy thôi. Rồi nó xảy ra chướng ngại thì mới không rú quét. Hồn trầm nó đến rồi sao thầy? À, cái hồn trầm đến thì con ngồi đó mới chịu chết với nó đâu. Hồn trầm đến thì con đi kinh hành. Đứng rồi đứng dậy đi kinh hành, chứ không không cách nào mà ngồi đó để chịu được. Mình qua tay qua đầu phá nó cũng được. À, mình làm gì cũng được, tức là mình áp dụng đó. Cũng như bây giờ, cái thân con nó đau bụng đây ha, thì con cũng phải dùng cái pháp để mà đẩy lui chứ con đâu. Cũng như giờ nó hôn trầm tới thì cũng đưa tay đưa chân cho đừng ngủ như vậy. Còn không thì con phải đi kinh hành rồi. Tức là chướng ngại ở trên đó rồi, chướng ngại trên thân con, tâm con. Thì tất cả bốn cái chỗ này con tỉnh thức con mới thấy. Còn con không tỉnh thức á thì con ngồi con gục rồi con ngủ luôn, thì như vậy là con không có tỉnh thức. Còn con tỉnh thức là con đứng dậy con đi kinh hành, tức là bị hôn trầm. Còn nếu mà con tỉnh thức là con biết nó đau chỗ nào thì con dùng cái pháp tác ý con đuổi, rồi con an trú ở trên cái phương pháp của định niệm hơi thở hoặc là cánh tay con, thì con cũng sẽ đẩy lui được cái bệnh. Nó bằng chứng là con đẩy lui được bệnh con, do đó mà nó không bị sưng nó mùi này kia, đó là nhờ cái pháp tác ý của cái ý thức lực của mình nó làm cho cái cơ cái cảm thọ nó chuyển. Nhất là mấy con nhờ mấy con về đây mấy con sống giới luật rồi, chứ còn tở mấy con không sống giới luật, không đúng giới luật á, nó không phải chuyển. Vì giới luật là thiện pháp, nó chuyển ác pháp. Mà cái nghiệp của mình mà có bệnh đau này kia đều là do ác pháp mà ra, cho nên cái nhờ cái giới luật mà nó chuyển. Rồi đồng thời nó phải cái quả của nó phải ác pháp, thì cái quả của nó phải có, cho nên nó hiện ra cái tướng bệnh của mình. Nhưng mà nhờ mình tu tập cho nên nó có cái phương pháp nó đẩy lui được, nó chuyển được cái bệnh của mình. Cho nên nó 5-3 phút, 1 giờ, hay nửa giờ, 1 ngày, 2 ngày cái nó hết. Nhưng mà cái nghiệp mình còn, bởi vì mình tạo cái ác nó còn, nó trở lui trở lại. Nhưng mà mình có pháp mình đâu có sợ nó. À, cho nên đến khi mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, Đức Phật còn phải bệnh kia mà, còn phải đau. Nhưng mà nhờ pháp cho nên Đức Phật đã làm chủ được cái bệnh, cho nên nó không có bệnh đối với Đức Phật được. Chứ không phải là thân Đức Phật không bệnh, có bệnh nhưng mà đuổi bệnh. Thì chúng ta cũng vậy, hiện giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta đang mang cái thân nhân quả mà. Cho nên nó đến trong khi chúng ta tu tập, nó hay đến với chúng ta lắm. Nhưng mà trong khi mà chúng ta miên mật, chúng ta tu, nỗ lực tu tập mà cái sức tỉnh thức nó miên mật rồi đó,
thì nó sung mãn tứ niệm xứ, nó không có còn chướng ngại trên đó nữa. Thì chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ hoặc là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta có đủ tứ thần túc, thì chúng ta có đủ cái năng lực làm chủ rồi. Thì cái thân của chúng ta sau đó mà chúng ta có đủ rồi thì cái thân của chúng ta nó cũng có bệnh, nhưng mà cái tứ thần túc của chúng ta sẽ dẹp nó dễ dàng lắm, nó không còn khó. Chứ không phải nói mình tu rồi nó hết bệnh, không phải, nó cũng còn, bởi vì nó là nghiệp, nó là nghiệp rồi, cho nên nó không hết đâu. Nhưng mà chúng ta làm chủ được nó, nó đào kệ nó, chúng ta hét một tiếng nó đi mất. Đó, cái làm chủ của chúng ta là chỗ đó. Thì như vậy là mấy con, thầy thấy mấy con qua cái kinh nghiệm tu tập của mấy con coi như là mấy con gần đúng hết rồi, gần đúng cái pháp tứ niệm xứ. Chỉ cần thầy nhắc nhở cho mấy con hiểu rõ chút nữa thì mấy con không sai, không sai cái chỗ tứ niệm. Chứ không tứ niệm xứ mấy con dễ sai lắm, chút xíu là ức chế đâu đó. Đó. À, cho nên vì vậy như từ qua ngày nãy giờ nói đó, thì bây giờ chỉ cần nó biết là bây giờ nó tỉnh thức, cho nên nó xảy ra gì nó biết. Đó, mà bây giờ cứ tập tỉnh thức ở trên đó thôi, cứ quan sát ở trên thân. Cho nên Đức Phật dạy mình cái đề mục rất cụ thể rõ ràng đó. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi. Đó là cách thức quán ở trên thân của mình. Mà quán thân thì nó có thọ tâm ở trên đó hết à. Chứ không phải là mình quán thân là chỉ có cái thân đâu. Bởi vì cái thân của mình thì nó có cái thân ngũ quẩn mà, nó có tâm của mình, nó có cái những cái biết của nó trên đó. Chứ làm sao nó hoài cái thân mà tìm đi tìm cái biết nó chỗ nào khác được. Cho nên nó có đó. Quán cái thân thì có cái thọ, quán cái thân thì nó có cái tâm, quán cái thân thì nó có các pháp, chứ không phải là nó chỉ có cái thân không đâu. Cho nên chỉ cần biết cái thân là được rồi. Cho nên ông Phật dạy cảm giác toàn thân, tôi biết cả cảm giác toàn thân, mà tôi bây giờ cái tâm tôi thường thường nó yên lặng. Cho nên vì vậy mà nó muốn biết cái thân của nó thì nó phải ở trên cái động. Cho nên nói bất động tâm là tâm định trên thân, mà tâm định trên thân thì nó phải định trên hơi thở, tại vì tôi ngồi bất động, thấy không? Cho nên bây giờ cái tâm tôi nó định đâu, nó phải định trên cái động của nó, chứ làm sao nó định ở trên cái định nó được. Nếu mà nó định trên cái định nó là nó nhập tứ thiền rồi sao? Có phải mấy con, tứ thiền nó mới định trên tâm, định trên thân mà nó bất động cả thân và tâm luôn, nó không còn hơi thở thì nó mới là định trên tứ thiền. Hơi thở đâu còn. Cho nên tâm định mà thân định mà nó định trên cái bất động của nó là nó tứ thiền. Còn giờ mình là ở trong bất động tâm, chứ còn cái thân nó còn động kia mà, cho nên nó còn thở ra thở vô, cho nên tâm nó yên lặng thì nó phải ở trên cái hơi thở. Cho nên tâm định trên hơi thở. Mà tâm định trên hơi thở nó quan sát chỗ nào? Không lẽ nó quan sát hơi thở không thì nó bị ức chế hơi thở. Cho nên nó quan sát tứ niệm xứ. Nó quan sát thần nó. Cho nên mới có cái đề mục mà Đức Phật dạy cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là dạy chúng ta tu tứ niệm xứ đó. Đức Phật dạy rất rõ ràng bài vở của Đức Phật, tại chúng ta không hiểu, chúng ta nói là định niệm hơi thở, sự thật là định tâm định trên thân là định trên hơi thở, mà hơi thở nó để quan sát tứ niệm thân thọ tâm pháp của nó, cho nên nó tứ niệm xứ. Các bạn thấy nó rõ ràng chứ đâu phải ông Phật dạy mơ hồ. Nhưng mà cái người kinh nghiệm người ta biết, còn cái người không kinh nghiệm thì đọc tới đây không biết gì hết, không có kinh nghiệm tu thì làm sao biết đâu mà giải cho người ta biết cách tu. Chứ ông Phật cũng trang bị cho mình đủ hết các pháp mà. Thầy nói 16 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi thêm hai cái đề mục của mà thân hành niệm, và một cái đề mục nữa của Đức Phật dạy hơi thở cho La Hầu La là 19 cái đề mục. 19 cái đề mục là 19 cái đề tài để mà chúng ta tu tập, để mà đem lại sự lợi ích, để mà chuẩn bị chúng ta trên tứ niệm xứ, chứ không có gì. Bởi vì Đức Phật nói định niệm hơi thở có lợi ích rất lớn, nghĩa là có lợi ích rất lớn. Mình tu nói thì có lợi ích chứ sao, chứ không phải là tu định niệm hơi thở mà làm chủ sự sống chết mình hoàn toàn hay chứng đạo đâu. Nhưng mà nó lợi ích rất lớn cho chúng ta tu tứ niệm xứ. Nếu không có nó thì chúng ta không có lợi ích đó, không biết đâu mà tu nữa. Đừng nói. Còn bây giờ mình không hiểu, mình còn đem cái định niệm hơi thở ra, mình nhiếp tâm, mình an trú, mình ức chế tâm, mình quán sổ tức tùy tức, rồi mình tu cái kiểu này thì không hiểu gì hơi thở của Phật dạy, không hiểu định niệm hơi thở, mình tu điên. Cho nên thầy nói thật sự các tổ tu điên, khi không mà quán sổ tức, khi không mà sổ tùy chỉ quán, mấy ông này bộ điên sao? Kinh sách Phật người ta dạy đề mục người ta rõ ràng, không mà ngồi đó mà hít thở rồi đến 1, 2, 3, 4 rồi cho rằng mình là tu hơi thở để mà chứng đạt thiền định gì, thì nó là tu điên chứ tu gì. Đề mục người ta để dạy tu cái gì lợi ích cái gì, chứ đâu phải là tu chơi. Mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta tu để mà đem lại sự bình an cho chúng ta, khắc phục những tham ưu ở trên đó, đem lại cái sự thanh thản an lạc cho thân tâm của chúng ta. Như vậy là pháp của Phật mới đúng. Bởi vì cái mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, làm chúng ta hết tham. Pháp nào nó cũng vậy, nó nhắm vào, nó ngăn á diệt ác,
để nó tăng trưởng cái sự bình an cho chúng ta, gọi là sanh thiện tăng trưởng thiện mới đúng pháp của Phật, chứ đâu phải ngồi tu một cách một chơi chung chung đâu được. Thì hôm nay mấy con được cái phần mà hiểu biết, nhất là cái phần mà sắp sửa vào cái lớp chánh tư duy mà phải nắm cho vững về cách thức mà tu tứ niệm xứ.